Website đào tạo Forex xin chào nhà đầu tư, mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ của website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này dám chia sẻ và chứng minh cho mọi nhà đầu tư bằng chính những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường, bằng chính những tài khoản của bản thân tôi xuyên suốt trong thời gian nhiều năm qua của cả một quá trình phát triển của bản thân tôi và trung tâm đào tạo Forex. Tôi mong muốn rằng những giá trị chúng tôi chia sẻ, những giá trị mà chúng tôi chứng minh cho nhà đầu tư thấy rõ, để nhà đầu tư hiểu rõ về thị trường giao dịch Forex. Bản thân khi các bạn tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, nhà đầu tư phải thấy rõ được những giá trị giao dịch thực tiễn trên thị trường. Khi mà những kiến thức ở trên thị trường mà nhà đầu tư không thấy được, cái người thầy người ta đứng ra, người ta chia sẻ, người ta đứng ra, người ta minh chứng về những giá trị giao dịch thực tiễn này trên thị trường, thì toàn bộ những giá trị mà nhà đầu tư tìm hiểu về cái người đấy, hoặc là nhà bỏ tiền ra đi học về những người đấy, thì xin lỗi cả nhà đầu tư, tất cả những giá trị đó chỉ là những giá trị lừa bịp ở trên thị trường giao dịch Forex này mà thôi. Tôi mong muốn rằng những gì mà chúng tôi chia sẻ, những gì mà chúng tôi đang chứng minh cho nhà đầu tư về những giá trị thực tiễn trên thị trường, nhà đầu tư lấy đó ra để mà gì nhỉ, hiểu rõ các giá trị thực tiễn ở trên thị trường. Các kiến thức giao dịch ở trên thị trường giao dịch Forex, nhà đầu tư phải hiểu rằng tất cả các kiến thức ở trên thị trường giao dịch Forex đều cần phải được sự chứng minh bằng thực tiễn, bằng tài khoản và bằng chính những giao dịch live thực tế ở trên thị trường, chứ không phải chúng ta tham gia vào trong thị trường giao dịch Forex này, chúng ta chỉ để nghe kể về thành tích ở trên thị trường, nào là á quân thế giới, nào là top thế giới, nào là nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường. Nhưng bản chất của thị trường giao dịch Forex chúng ta còn không hiểu rõ là cái người đó lấy cơ sở gì ra để mà chứng minh được những giá trị thực tiễn này trên thị trường. Nhà đầu tư phải hiểu rằng ở trên thị trường giao dịch Forex chỉ có một thứ duy nhất để chứng minh về giá trị thực tiễn này trên thị trường, đó là nhỉ, các bạn phải thấy được những giao dịch thực tế trên thị trường. Mọi giá trị kiến thức ở trên thị trường đều có những cái giá trị khác nhau, và khi bản thân nhà đầu tư học của những người không giao dịch được ở trên thị trường thì lấy cái giá trị gì ra nhà đầu tư có thể vận dụng được vào trong thực tế. Các bạn phải hiểu rằng không có cái chuyện mà gì nhỉ, chưa học xong tiền đã về, hoặc là nhỉ, đang học thì tiền về ngay tại lớp, hoặc là nhỉ, học xong là có thể ra kiếm được ra tiền. Xin lỗi nhà đầu tư, tất cả những thằng đang gieo rắc những cái tư tưởng đồi trụy đấy trên thị trường giao dịch Forex này cho nhà đầu tư là những thằng lừa đảo nhà đầu tư, chỉ để một thứ gì nhỉ, lấy tiền của nhà đầu tư trong sự mà kém hiểu biết của bản thân các bạn còn đang non nớt ở trên đến thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những giá trị tôi đang chia sẻ, tôi mong muốn rằng giá trị tôi đang truyền đạt, mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được rõ các giá trị thực tiễn này. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, chúc các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường. Nhưng bản chất của thị trường giao dịch Forex chúng ta chỉ để một thứ gì nhỉ, lấy tiền của nhà đầu tư trong sự mà kém hiểu biết của bản thân các bạn còn đang non nớt ở trên thị trường giao dịch Forex này. Tôi mong muốn rằng những giá trị tôi đang chia sẻ, tôi mong muốn rằng giá trị tôi đang truyền đạt, mọi nhà đầu tư có thể nhìn nhận và đánh giá được rõ các giá trị thực tiễn này. Website đào tạo Forex xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư, chúc các bạn giao dịch thành công ở trên thị trường.